Sau một hành trình dài di chuyển, Radshow 2024 đã đến với khách hàng tại khu vực Nam Bộ và chúng ta đang ở chi nhánh Đồng Nai. Cuối cùng của hành trình, chi nhánh Đồng Nai chắc chắn sẽ đón rất nhiều khách hàng đến để có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm mới của Sinochắc. Hãy cùng xem không khí ở đây đang diễn ra như thế nào nhé. Cũng tham khảo nhiều thì thấy về hổ bồ thì cũng có thương hiệu từ cũng lâu rồi, độ bền tuổi thọ cao thì anh cũng đặt niềm tin vào nhiều. Thì nói chung là cái công nghệ của Trung Quốc này nó vượt bậc hơn, xe thì nội thất là nó đẹp hơn những cái dòng xe khác. Anh sử dụng của Vmix thì được 6-7 con rồi. Anh biết đến Vmix thì 7-8 năm rồi, nhưng mà anh dùng thì được tầm 5 năm nay rồi. Anh chưa có điểm gì chê ở Vmix cả. Mà bên cái khâu chăm sóc khách hàng thì nhiệt tình và chu đáo. Nói chung là Vmix ok. Những siêu phẩm xe tải mới của Sinochắc hiện đã có mặt tại tất cả hệ thống của Uchắc trên cả nước. Các quý khách hàng quan tâm hãy đến các chi nhánh gần nhất để có thể trực tiếp trải nghiệm những siêu phẩm này nhé.